Vậy là Việt Nam chúng ta sẽ có 3 đội tuyển được bước tới vòng chung kết khu vực châu Á giải đấu FFCS được tổ chức vào ngày 29 tháng 11. Đó là một niềm vui cũng như sự tự hào không chỉ với Heavy, Buzzer Sky hay V-Gaming mà còn là niềm tự hào của cộng đồng Free Fire Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực và thách thức đối với các đội tuyển Việt Nam, bởi lẽ họ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ nặng ký. Mỗi đội tuyển đều có lối chơi cũng như chiến thuật khác nhau. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu những nghiên cứu top 3 combo súng hot nhất cũng như xem những đội tuyển nào trong khu vực châu Á sử dụng combo đó một cách tối ưu và hiệu quả nhất nhé. Top 1 combo M14-M1887. Đây chính là combo súng phải nhắc tới đầu tiên bởi nó gây sát thương ở mức độ cực kỳ khủng khiếp, kể cả về tầm xa lẫn tầm gần. Hãy cùng phân tích từng loại súng trong combo huyền thoại này nhé. M1887 thuộc dòng súng để phòng thủ, sát thương cực khủng khiếp, tốc độ bắn rất nhanh và tầm xa tốt. Bên cạnh đó, không thể không kể đến một ưu điểm nữa khi mang M1887. Bạn không cần phải mang quá nhiều đạn như súng tiểu liên. Với loại súng này, người chơi sẽ chiếm lợi thế hoàn toàn khi đối đầu với súng tiểu liên tầm gần. Có thể thấy M1887, những đội tuyển thuộc hàng top cao, nhiều nước sử dụng rất thành thạo. Bên cạnh đó, để kết hợp với M1887 thì còn cần một cây súng M14 thuộc dòng súng trường bán tự động tầm xa. Loại súng này có sát thương lớn, kết hợp được với nhiều phụ kiện. Với hai cây M14 trong một team thì họ sẽ có khả năng dồn sát thương tiêu diệt địch trong vòng 3 đến 5 giây mà thôi. Kết hợp giữa hai khẩu súng huyền thoại này dưới một bàn tay điêu luyện thì không thể nào tuyệt vời hơn. Sát thương của nó sẽ là cực kỳ vượt trội. Có thể thấy các đội tuyển mạnh ở Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia đều biết kết hợp và tận dụng linh hoạt cặp đôi súng này. M82B và AWM. Đây là hai loại súng bắn tỉa tầm xa cực tốt. Không phải tự nhiên mà người ta gọi AWM là vua súng bắn tỉa hay loại súng uy lực nhất Ghana Free Fire. Cây súng này có độ sát thương cực kỳ lớn và chỉ xuất hiện trong hòm thính hoặc khi hiệu thợ săn. AWM sẽ phát huy tối đa tác dụng của mình khi người chơi có kỹ năng ngắm bắn tốt cũng như được xác định được rõ ràng vị trí của địch. Một sự bình tĩnh kết hợp với một viên AWM là đối thủ có thể gục ngã mà không hiểu tại sao. M82B là cây súng sniper có sát thương cực lớn và chỉ sau AWM. Tuy nhiên, cây súng này lại rất phổ biến, trong khi đó AWM lại chỉ có trong hòm thính. Một điểm cộng nữa cho M82B là cây súng này có khả năng bắn xuyên bom keo. Bởi vậy, khi đối thủ có bom keo cũng chưa chắc đã an toàn đâu nha. M82B được các tuyển thủ Thái Lan cũng như Indonesia sử dụng rất nhiều cũng như cực kỳ thành thạo. Bởi lẽ nếu linh hoạt và có kỹ năng kết hợp tốt thì M82B chắc chắn là một loại vũ khí hủy diệt. Xét về việc sử dụng cây súng M82B cũng như AWM thì các đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể nào vượt qua được các đối thủ. Top 3 chính là M79 và MP40. Một combo súng bắn tầm gần hoàn hảo thì không thể nào bỏ qua được hai cây súng M79 và MP40. MP40 là cây súng mạnh nhất trong dòng súng tiểu liên, là đối thủ ngang tầm với M1887. Tuy không có sát thương lớn nhưng MP40 sử dụng tốc độ nhả đạn như quái vật và khả năng sấy tầm trung vô đối. Đó chính là điểm cộng khiến cây súng này được các tuyển thủ ưu ái. Nhắc đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt thì không thể nào bỏ qua cây súng huyền thoại M79 của Free Fire. M79 hay còn gọi là súng phóng lựu, nếu so với việc ném lựu đạn thì sử dụng M79 mang lại hiệu quả cao hơn nhiều. Nếu phát hiện đối phương đang tập trung đông thì đây sẽ là kẻ hủy diệt cực kỳ nguy hiểm. Bất kể tuyển thủ nào cầm cây súng này, nếu kết hợp linh hoạt với đồng đội và tính được chính xác đường đạn của M79 sẽ quét sạch đội địch một cách vô cùng nhanh chóng. 3 combo súng này chính là 3 combo súng tiêu biểu cho các khoảng cách tầm xa, tầm gần và cũng là combo súng được các tuyển thủ yêu thích nhất. Tại giải đấu chung kết FFCS diễn ra vào cuối tuần này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng khả năng sử dụng súng và kết hợp kỹ năng điêu luyện. Theo các bạn, combo súng nào là hiện hữu cũng như có khả năng gây sát thương tốt nhất và tuyển thủ nào trong khu vực châu Á đang sử dụng tốt nhất? Hãy để lại comment ở ngay phía bên dưới nhé. Và đừng quên cổ vũ cho 3 đội tuyển Heavy, Buzzer Sky và V-Gaming tại chung kết FFCS 2020 khu vực châu Á, cùng nhiệt tình cổ vũ để các đội tuyển đưa lá cờ Việt Nam dương cao khắp các châu lục nào anh em ơi. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.